Bố anh làm to không nói điều đâu. Ở trong thành phố trước thì siêu cao, nguyên một băng đèn của anh là siêu ngầu. Hoa có là anh còn gọi là liêu báo. Bố nuôi thị trường của anh thì uy, mặc lời bàn tán mà cái thị phi. Nguyên một bờ cỏ như anh chị vì, vào đây lấy số thì cho anh vị trí. Yeah dân ti vào tao là cuộc vui này không tàn, khi mà anh em còn bên nhau. Đưa energy vào trong phổi để căng tràn, trong mọi cuộc chơi gọi tên tao Acer. Tiến thẳng về đích chỉ còn Lambo, ăn mừng chiến thắng mình được tango. Điềm tĩnh không ham hố, đi lùi để tiến như là Michael. Fan of fam đi cùng nhau, dân thì hãy dưới hay thằng em theo đằng sau. Kiếm đến tiền tươi đóng vô nhà băng, không thể nói chuyện vì mình không ngang bằng nhau. Cầm trên tay lái tao là God Rider, trận đấu ba hiệp thì tao về nhất hai round. Không ăn được tao thì tụi mày chết ai giờ. Đây là Caribbean, tao là Chess Bar Pro. Đang đâu á? Alo. Đang đâu vậy? Ở chi? Hỏi để biết, để qua gặp mặt tí. Chúc mừng năm mới nè, không lấy không lấy lì xì hả? Đấy. Lấy ở bệnh viện. Đứng ở đi tôi ra liền. Nghe xuân sang thấy trong lòng em chứa chan. Tiếng pháo hoa sương quán ra mà rượu mừng à. Má nùng nào hả nhờ? Tết nay về má phải làm cái chứ vẫn chơi hoài. Vỡ xa lá. Không, ăn đúng ba cây của mấy bà trong xóm nghỉ. Chơi má đúng chó má luôn. Mà không sao, nên mà trong xóm tôi chơi vậy kiểu bình thường. Nhưng mà chỉ người trong xóm chơi thôi nha, chứ mấy chỗ khác mà nó là chơi vậy là bể đầu á. Ê, quay. Đông dữ vậy ta. Ô, cái tiệm này của mình là Tết là vẫn làm mày mấy anh? Dạ, em làm lương được x2 anh ạ. À, lương x2 luôn. Ông này ông đầu chọc rồi, ông qua đây ông tạo cái tóc gì vậy ông nội? Ở đó anh bắn linh thanh á anh. Anh đừng nói chuyện, anh đánh chuyện hồi anh bắn linh thanh đấy. Bắn linh thanh là sao? Chút nữa anh nghe anh mở miệng ra là anh bùng lên. Thôi được rồi, được rồi. Mà hào ngoại à, quên. Mình phải khiến cho cái người con gái của mình nó khó chịu chút xíu, anh em hiểu không? Mong không tin nhá. Wow. Mong không tin á, lần đầu hẹn hò á, mong cứ thử trễ một lần thử xem. Để người ta có cảm giác nôn nao, muốn chờ đợi, muốn gặp mình. Anh em hiểu không? Đó, nó mới thích. Không phải người yêu ai hết. Alo. Vậy. Vừa rồi đó, đừng chạy. Sao vậy? Cuối năm rồi. Chúc tao gì, chúc đi con mẹ mày. Chúc con mẹ mày. Tại sao chúc con mẹ tao, thằng khốn nạn, thằng mắc dạy, chúc tao đây nè. Cuối năm rồi, mong là năm mới bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu và cái thành công trong cuộc sống của mình đó. Con cái vui vẻ, vợ con vui vẻ. Vợ con nào, con mẹ mày. Mẹ mày á. Mẹ mày con, á. Người yêu mới, người yêu của mình là sẽ gọi là đẻ con cho mình. À, thì trong thành phố này ta làm gì đã có vợ con đâu, mình chúc ta có vợ con. Mẹ mày. Tao nói lộn, tao nói con vợ lộn. Ờ, thế tao năm mới tao cũng chúc mày luôn ha. Ừ. Năm mới tao chúc mày gọi là năm mới kỳ vậy, năm mới kỳ gì? Tôi tưởng mày đi net chơi scum chứ. Vẫn vào thành phố. Ê, tao nghe đồn hình như là khách sạn ngày mai comeback đúng không? Hình như vậy, đầu năm. Đây rồi, ngày mai có cái chơi rồi. Thôi, tao đi. Chắc là có cái chơi không? Chắc chứ, có khách sạn tao qua tao báo chứ. Giờ mày làm gì? Tao á. Thì đi đây đi đó thôi. Làm đi đó. Làm có bên, người yêu mày bên kia kìa. Làm bên công ty độ xe của anh Hớp nè, nhưng mà khổ lắm mày ơi. Sao khổ? Thì làm có được trả lương đéo đâu. Vậy thôi mày sửa xe free cho tao đi.
Đi, lấy xe mày ra đi, tao sửa phi cho. Bên kho nguyên liệu ở kho phương tiện à, qua lấy được. Chờ xíu, để tao chúc cho. Ngồi ghế bốn. Ô kìa, sao hôm nay không đi điếm cao đao à? Đó, chiến chưa? Để tới đâu mà đi. Nhầm nhầm. Làm điếu thuốc. Bà mẹ nó ổn. Si ga ha. Vậy quá. Nhầm. Làm điếu thuốc nữa, chiến thuốc. Đúng giữa phố. Ủa, hôm nay bên bển là 30 à, chưa tới à? Ủa? Nay á, nay là sáng 31 rồi. Sáng 31 là tối nay đúng không? Rồi, tối nay là sáng của mấy người á, sáng mùng 1 của... Cao đào. Cao đào trên nền nhạc happy chúc mừng sinh nhật à hả? Đây gì đó. Năm mới cậu hai chúc tí hon là một cái tuổi mới nè, xinh đẹp hơn nè. Ước tình được tình, ước tiền được tiền nè, công việc ổn định nè. Make sure với tất cả mọi thứ nha tí hon. Sao anh không nói ngắn gọn là anh chúc em năm nay có được anh. Thế phải nhanh hơn không? Quay ẩu à. Ẩu rồi đó. Thế phải nhanh hơn anh chúc em mà năm nay mà có về Việt Nam thì cố gắng gặp anh nhé. Ủa? Em không ở Việt Nam à? Ê em cái gì, sinh năm 91 đó mày. Ê 93 thôi, ẩu rồi đó. Cô không ở Việt Nam mà cô? Cô 93. 93. 93 thôi, 91 là hơi lố đấy. Tí hon sinh năm 93. 93, 93 mà tí hon. Gì tí hon. Trời ơi, cái này tí lớn với tí hon gì vậy? Chứ mấy người đồn, ai mấy người học ai đồn tôi 91 á. Anh Ben bảo tí hon sinh năm 91. Ẩu quá. Cái bên ẩu quá. Nhưng mà nhìn mặt 19 đúng không? Không. Tí được. Tí cô nương nè. Tuổi phụ huynh nhưng mà tí học sinh. Đây tí hon có gì để mà gửi gắm cậu hai không? Để á. Là gửi gắm á. Đúng rồi. Tôi yếu dằn lắm. Thì nói thử coi đi, người ta nghe coi nó như thế nào. Nó có mách xua không? Sure. Ngày mai là như nào? Ngày mai khách sạn làm lại đấy, tí hon có biết chưa? Đúng. Biết rồi. Ngày mai có gì mình qua gặp mặt nha ha. Được. Okay. Nhưng mà nghe bảo có lì xì, chưa thấy lì xì. Lì xì nữa hả? Đúng. Thật ra là tí hon à, tí hon có thấy không? Cái cuộc sống này của mình á, tài sản nè, tiền tài các thứ đồ, nó chỉ là cái phương tiện đấy thôi. Nó chỉ là cái phương có, tiện thôi tí không có. Nó chỉ là cái phương tiện thôi tí không. Mình á, cái thân xác này mình chỉ mượn á, mình đỡ thôi. Chứ mất đi rồi á, mình có đem theo được cái gì đâu, đúng không tí không? Nên là mình sống cho cái cuộc đời này á, chủ yếu là mình cần cái tình cảm. Rồi em mới để anh trai này xăm cái cà vạt cái ngực à. Thấy tình cảm của cậu hai chưa đủ hay sao mà cứ xin lì xì hoài vậy? Chê. Đó là phương tiện nhưng mà để có tình yêu thì tiền mới là phương án đúng không? Đúng rồi. Vậy. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng mà không có tiền thì không hạnh phúc. Năm mới 93 đúng không? 93 thì đồng là đẹp. Donate cho ba con chín rồi, quá hợp lý. Nhòn thấy chưa? Hả? Nhiều dữ vậy đó hả? Ủa 93 thì donate cho ba con chín còn gì nữa? Okay. Dữ vậy hả? Dữ vậy hả? Ủa tối nay là 10 giờ trong thành phố mình là có nhạc hội cái thứ rồi mọi người. Không có nhạc hội, hồi nãy rồi không ai hát trơn á. Ê ơi. Chỉ có ông này là ông nào vậy? Nhìn lạ cái gì? Con gái đó. Đây là chị đó. Con gái đó. Ừ. Bị sai giới tính đó. Ủa bị sai vậy? Trời ơi bé ơi, bé tên gì bé? Em tên Hiền anh ạ. Em tên Hiền hả? Nhìn Hiền... em đàn ông hơn anh luôn vậy. Hiền à, em mới lớn. Nhìn, ta bị, nhìn em, nhìn em không có Hiền lắm á. Hiền à, không có được Hiền lắm. Hiền à, em mới lên thành phố hay Hiền? À, em mới lên kêu thành phố. Kêu là yêu tí hon. Thôi nha, anh bảo nè, trên thành phố này á, anh cũng gọi là quen biết cũng rộng á. Thế em thích cái nghề nào để anh gửi em vô đó em làm, kiếm đồng lương để gửi về cho gia đình? Em thích là em làm sếp anh được không anh? Làm sếp không được. À vậy hả? Có. Em tưởng đâu, em tưởng làm em sếp, gì sếp của anh ngồi trước mặt anh đây kìa. Em nói vậy là chết luôn á. Em xin lỗi. Trước mặt mày là tao mà. Trước mặt tao. Mày là đứng bên phải tao. À? Mày à, mày thằng ngu. Là tôi mà. Qua đây. Rồi bây giờ là mình phải chịu cái giới tính này luôn á hả? Không có, em đang ba em ấy hết chứ.
cái giọng với cái mặt em nó không khớp với nhau luôn á bé. Em đứng dậy em ôm Khoa có coi thử có cứng không. Cứng cái gì vậy? Ủa cái gì mà gõ phím dữ vậy hả? Cái gì mà ghé như vậy? Nhắn tin cho trai đang soạn thơ. Thôi 93 này chắc cũng nhiều lắm, nhiều mối lắm chứ vẫn chơi hoài. Nhiều mối lắm. Sao mà 93 đọc, mối. Sao mà độc thân được? Nói độc thân là không bao giờ tin được. Độc toàn thân. Tí Hon thân thì sao? Tí Hon ơi, Tí Hon hát tặng câu 2 bài năm mới đi. Không. Đi. Không mà. Ở kìa, sao hát không bữa hát cho người ta quay, người ta đăng tóc tóc được giờ không hát cho tôi nghe. Đúng một bài thôi. Đó là sự cố thôi. Đúng là buồn bã quá. Nên sự cố thôi. Ô mày hát bài tặng cho Tí Hon đi. À. Bài anh như con cáo, em là con thợ săn gì đó. Anh như con cáo, em là con thợ săn. Một cành nho xanh đó hả? Đúng rồi, đúng rồi, khi đúng. Em trẻ và đẹp, em phải không dành cho anh. Thôi, để con hai hát tặng Tí Hon bài nha. Bài này của anh Bin Ye. Tí Hon bên ở bên Mỹ có biết anh Bin Ye không? Cổ họng ấy rồi. Có biết anh Bin Ye nha, có biết anh Bin Ye anh. Đó là anh Bin Ye, còn Hoa là anh Biển nha. Khoa làm rồi hát cho tặng cho bài như đi sao cũng được nha. Bài này là Khoa luyện nhiều lắm rồi. Mọi người có nghe tiếng nhạc không ạ? Nghe. Giờ Khoa sẽ thả hồn vào cái bài này để tặng người con gái của Khoa. Giờ xuân. Anh ca không hay, anh đờn nghe cũng dở. Quần lên nói như anh như vậy đó, nhưng vẫn hát cho em nghe thì thật lòng anh cũng đỡ. Hát cho em cả bầu trời hy vọng, đã phải làm anh từng vợ. Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn mở. Người ta nói, người con gái đi bên cạnh là món trang sức quý nhất. Ồ, thế nên anh lấp lánh, nhưng không thể nào bằng mắt em. Có lẽ điều tệ nhất là mắt em, nhưng mà anh sẽ không ngu ngốc vậy. Ít nhất là ngay trong lúc này, cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá hòa với một chút nước hoa. Đôi khi là dấu môi em trên đó, đôi khi là hương tóc em tối qua. Em thường nói à, Khoa ơi đi chậm lại, khi ngoan qua con đường nhỏ có hoa. Đẩy tay Hon siết chặt lại, Sài Gòn này đẹp như chỉ có ta. Anh chỉ cờ thơ cho em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em sẽ bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Đi tù được không? Em không cần mang son môi khi gặp anh, 5 phút sau sẽ mở ngay thôi. Nghe cho tiếng không? Vì em thích hôn lên môi, lên đâu cũng được. Yes sir. Em không màng mang cấp từ sang đến tối, anh cho yêu luôn một mạc nơi hôn. Em vẫn lung linh khi cần, ai sao cũng được. Đó, hụt nửa bài thôi. Cũng hay, cũng hay. Rồi, hay quá anh trai. Cũng hay. Cũng khá đấy. À, hát hay như đọc thơ luôn. Hát hay như đọc thơ. Hát như hát luôn. Hát hay như vậy xứng đáng được Tí Hon hôn cho một cái. Má nhảy quá. Thôi tôi chuẩn bị đi điếm cao đao đi Tí Hon à. Đi đi. Thôi lạnh lùng dữ trời. Đi đi. Đuổi luôn à. Chứ tôi bằng anh thử lần coi Tí Hon. Không. Ê tôi sinh năm 91 nha đi. Thiệt không? Thiệt. Chứ tôi sinh năm bao nhiêu? Chứ cậu cả nói là cậu hai nhỏ lắm. Nhỏ lắm là nhiêu? Ai biết. Nói thử xem chơi. Ai mà biết được. Như 81 á. 81. Nhưng mà cậu là... nhưng mà cậu nghe hai giọng đoán tuổi. Nhưng mà cậu hai có bằng lái máy bay Boeing 1994 rồi đấy. Ờ nhưng mà anh thì chín bằng 94 thôi, chưa đến bằng 93. 93 là cậu hai cũng mít xua được luôn đấy chứ. Mít xua nó đầm hơn đó, nó đầm hơn đó. Yes, make sure. Vậy sao? Cần thật đang lái mất lái á. Thật vậy luôn á chứ. Mà lát nữa 10 giờ mới cao đao mà.
Thì bây giờ cậu hai đi cao đao trước. À thế á? Ờ đúng rồi. Đi đi. Cậu hai gặp anh em xã hội tí. Đó, cậu hai đi đi. Cậu lạnh lùng quá nha, lạnh lùng quá luôn á trời. Lạnh quá. Ngày mai có gì họp gia đình nha tí không? Gia đình gì? À tụi mới gọi xong. Không nói gì. Ông bảo ngày mai khách sạn Cấp Bách, mai họp gia đình. Nhưng mà cậu hai về nói lại với ổng được không? Nói gì? Hở cái ông đòi đuổi tôi, hở cái ông đòi đuổi tôi. Thế tại đánh sao? Ông hoài, thế ông cũng vậy à? Thế tại sao người ta đối xử tệ với bà như vậy đó? Không, bà chấp nhận. Còn bà tôi kêu bà về làm cho công ty của tôi á, có gì ăn đó. Không có gì mình ăn nhau. Ê, mình ăn nhau mà không chịu. Ảo quá. Đại nói thiệt là ở đây là làm cũng vì đam mê. Ủa đam mê nữa. Mà thiệt ra là lương cao. Lương cao? Một tháng bao nhiêu? Một tháng bao nhiêu? Cậu không tưởng tượng được đâu. Lương ok á, lương tuyệt vời lắm. Lương tuyệt vời lắm. Bởi bảo sao mới chạy Lamborghini. Ê ảo á, không có chạy Lambo nha. Mẹ có con mô tô ghẻ đó thấy không? Ok bro. 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 Ok ghê. Ủa ví dụ okay, mà mình kêu baby. Mình kêu một người con gái mà thân mật ấy thì mình kêu bằng tiếng Anh là cái gì hả? Thôi không chỉ. Ok chỉ đi. Thôi bớt kêu lại. Thân mật đến mức nào? Thân mật giống như là kiểu là yêu nhưng mà không đến với nhau được ấy. Kiểu như thế. Baby. Yeah. Baby. Honey. So beautiful honey. Cho anh xin cái từ làm quen các em gái. Em á. Thôi đi đây tí hòn người, bye bye. Đi thiệt á. Đi thiệt á. Cầm điếc á. Bye bye. Ôi. Mày chạy xe có gì mày? Mày ơi. Xe bốc khói dữ vậy. Mày thấy ba mà đứng đây gì mà chạy xe kiểu gì vậy hả? Ba nào? Hả mà chạy xe kiểu gì mà chạy mà muốn đâm tao đụng má muốn chết luôn vậy? Có hả? Có sao không có? Hỏi người ta đây coi người ta bị điên hay gì? Đi ra đường kìa. Xe đang hư, mất phanh rồi. Ờ, đéo sửa luôn, có tao sửa được thôi. Em à. À không. Để làm gì anh mà gọi em vậy? Á. Đâu có, anh gọi em tí hơn, em này cơ. Bà là em tí hơn hả bà chị? Và thấy ok không bà vậy? Khủng khiếp quá vậy. Khủng khiếp nha. Trong nó cũng tí hơn á, trong nó cũng tí hơn đó. Trời ơi, đẹp đôi quá luôn á nhờ, mắc xua luôn á chứ. Max sure luôn á chứ mọi người. Đẹp đôi quá à. Em tên mày gì là... em? Em là Lucy. Lucifer đó hả? Hay là Lucian ở trong điện minh? Em là Lucy. Đứng nói chuyện xa xa tí để tao chụp hình cặp đôi này coi. Anh còn anh trai, anh tên gì anh trai? Tên là Rin. Em tên Rin. Ồ, mình là một cặp yêu nhau hả? Dạ không. Không hả? Tụi em là anh em. À, anh em, ủa. Anh em kìa Bobo, được anh, Bobo, tới luôn đi. Gu tao là gì? Gu tao là phải da ngâm đúng không? Da ngâm xíu. Đúng rồi. Gu tao thì không phải vậy. Đầy rồi. Da ngâm còn mặt đầm bó nữa. Gu tao á là mặc áo sơ đồ em full rồi. Áo ba lỗ kìa, quần dài màu trắng. Không, anh xong rồi tóc còn phải hồng hồng một tí. Trời ơi, anh chụp tấm. Đúng là gu tao đó. Gu tao á kiểu là tao thích mấy con gái mà kiểu lạnh lùng á. Cho anh một ô trống là anh giết cái thứ không. Sợ sợ ổng tả chị nè. Có đâu. Ông rất tốt á. Nhưng mà Tết nhất rồi mua cái áo bận vô đi. Có áo nha, tại người ta không bận thôi. Sao bận vô coi thử. Được chưa? Thôi cái bộ đồ này chán lắm. Mà biết sao? Mà biết sao không? Tại vì á dạo này tập gym, tay to, mặc mấy cái đồ cũ á nó không vừa nữa rồi. Dẫn tôi đi mua đồ đi. Có nghe không? Đi mua đồ khác đi. Không có tiền, dẫn tôi đi mua đồ đi. Nhưng mà tôi không có tiền. Trời không ơi. Tiền đâu tôi trả cho mấy người. Mới lì xì trong. Lì xì bao nhiêu? Hả? Lì xì bao nhiêu? Nói nghe thử. Lì xì bao nhiêu? Hả? Hả? Nghe thử. Nghe thử. Ơi. Lì xì bao nhiêu? Hả? Hả? Lì xì bao nhiêu? Hả? Tính đánh bên đây. Hả? Hả? Lì xì bao nhiêu? Hả? Hả? Tính đánh bên đây. Lì xì bao nhiêu? Hả? Hả? Bao nhiêu là bao nhiêu? Ôi.
tôi là không sẽ hay thích hơn gái là gì hết. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Chị xin lỗi. Đồ đấm người ta xong xin lỗi cái tính gì kỳ cục như vậy. Hai đứa vui vẻ tới bi. Hai đứa vui vẻ tới bi. Hai đứa này người ta vui vẻ, hai mình đi vui vẻ luôn đi. Năm mới mà. Đi đâu? Đi. Đi mua đồ không? Không có tiền. Mất tiền thì thôi. Chứ biết sao. Bà đi mua đồ không? Tôi chở bà đi mua đồ. Nhưng mà có tiền mua không? Đợi tôi một cuốc điện thoại. Chủ vậy, nhưng mà mua đồ cho mấy người thôi chứ khỏi cần mua cho tôi. Thôi mua cho em chứ mua cho anh chị. Thôi khùng quá, mua cho mấy người thôi. Khùng quá, nhận đi. Đồ tôi cũng nhiều lắm. Thôi, tôi mới tắm mà thơm lắm. Đồ gì đâu, có thấy có một bộ bận hoài. Đây, dắt đi mua đồ khác, cắt kiểu tóc khác luôn, ăn Tết mà. Mai nhá. Thế á? Ờ, mai. Thì đi. Ờ, đi đây, bye bye. Bye bye. Mà anh ơi, có thấy đồng chí Hoài đâu mấy anh? Đồng chí Hoài á? À đúng rồi. À. Tôi trân trọng thông báo với anh là đồng chí của ai bây giờ đang biết nói sao ta? Đang giảm. Đang hóa thân thành một pháp sư ở chiến trường Elden Ring. À, hòa mình vào Elden Ring à. Nghiện quá. Thôi tôi, anh nói lại sức qua nhá, là bỏ đi, đừng có chơi mấy cái chất kích thích đó nữa. Tôi cũng bảo đấy. Đó, hôm bữa tôi về Việt Nam mà tôi phiên hết một lần rồi đó, mà không biết sức qua có nghe là không. À. Mấy anh là làm chung cái đồn với nhau là phải khuyên nhau cùng nhau đi lên chứ đừng có để anh quay mà anh nghiện ngập như vậy, anh hiểu không sếp? Tôi đang rất là khuyên ngăn đây. Dạ, nhưng mà rồi. Như dạo này là anh ấy lậm lắm rồi. Dạ đúng rồi. Suốt ngày chém chém giết giết thôi. Ngày mai nhá, ngày mai là khách sạn Campbell á, là nhiều tội phạm bắt đầu là người ta gọi là người ta thấy mấy tay chân rồi nó mới sếp à. Mới sếp à, nhớ à. Đúng rồi, ngày mai khách sạn Campbell. Mà hình như anh ở bên khách sạn đúng không? Đâu, tôi làm cái tiệm sửa xe với anh Hốp đây nè. Khách sạn đâu à. Mà nói thật với sếp nghe là cái tiệm sửa xe của tôi dưới thì cũng là cái bình phong thôi. Chỉ là lập lên có một công ty sửa xe các thứ rồi để che mắt thiên hạ. Nhưng mà trong đấy là mà tôi kiểu là cùng với anh em trong đấy làm việc bẩn. Giống như là, à đấy à, nên làm anh sang đi báo cáo với chúng tôi này thì nghe được có hợp lý lắm không nhỉ? Trời tôi ơi, sai sai này, ta. Này Tết mình tâm sự mà đúng không? Bây giờ năm tiếng còn mấy tiếng nữa thôi là mình bước qua năm mới rồi. Thôi chuyện cũ mình bỏ qua ha. Chuyện cũ mình bỏ qua. Đấy, anh có nghe bài đó không? Sang năm mới là tôi mất trí nhớ tạm thời đấy. Anh yên tâm đi. Rồi, mai gặp anh nha. Chúc mấy đồng chí gọi là năm mới phát tài ha. Phát tài phát lộc ha. Ôi, cảm ơn anh nhá. Chúc anh năm mới mạnh khỏe nhá. Gia đình sức khỏe dồi dào nhá. Chắc chắn là vậy rồi sếp. Tôi sức khỏe dồi dào tôi báo với sếp chứ. Trời ơi là trời. Em gái ơi, sao ai em gan ông nổi vậy vậy? Tóc em kỳ vậy? Dạ em mới từ quê lên nên em chưa kịp đi cắt tóc. Trời ơi thương quá à. Rồi bây giờ là em đang đợi người vô cắt tóc hay sao? Dạ đúng rồi. Em gọi được chưa? Dạ chưa. Nhà anh giúp thì phải được húp nha. Ê nhà anh, để anh giúp em. Để anh gọi cho. Dạ em cảm ơn nhiều. Ủa? Alo gì cắt tóc cho khách nè. Có bà chị ở dưới quê bá lên nè. À ok nè. Em nhanh nha, bà chị nè bá Tu. Ok. Ok à. Dạ. Ủa em ơi, bộ em hồi trước em sống ác lắm hay sao mà giờ em cạo đầu em đi tu vậy? Giác ngộ hả? Không dạ, tại ung thư anh. Ôi, giỡn hoài. Em nói giỡn hay nói thật vậy? Dạ em nói thiêu. Ờ, xinh đẹp như này sao bị ung thư được, trời đất ơi, anh nghe anh hết hồn luôn á. Này chắc là em buồn gia đình cái thứ rồi em cạo đầu đi tu rồi đúng không? Dạ không. Nghe giọng em run run đó nha, hình như là em chưa tự tin lắm đúng không? Không phải. Không bây giờ. Mắc cười á. Mắc cười á. Không bây giờ em chia sẻ số điện thoại cho anh đi, để anh chuyển qua cho em 5.000 lì xì em năm mới để tí em mua đồ đi mặc cho nó đẹp, cho nó bảnh bao ha, cho nó xinh gái ha. Dạ thôi. Hùng quá có gì đâu. Được. Anh coi như anh lì xì, có gì đâu. Thôi chịu, có chị xinh đẹp kia cho em tiền rồi. Chị đó tên gì? Thôi em không biết. Em không nhớ nhưng chị có tóc màu hồng. Chị đó tóc màu hồng á? Màu hồng với màu trắng á. Màu hồng màu trắng có đeo kính đâu. Chị đó mặc áo ba lỗ anh. À chị đó là em gái anh. Em gái anh, chị đó tên là Ngôn Kế Trì đúng không?
lúc đó em không có hỏi tên chị đó, em không biết hả? Thôi bây giờ em cứ gửi số điện thoại anh đi, coi như anh lì xì lại cho em nữa, có duyên gặp nhau mà, đúng không? Dạ hơi ngại lắm mà. Trời ơi có gì đâu, còn không em lì xì cho anh đi, anh không có ngại đâu. Em hết tiền rồi. À, anh đi nha, không lấy gì thôi. Dạ bye bye anh. Đang đâu mày? Nghe. Đang đâu? Đi anh nè. Có năm mới rồi tụi mày á, ngãi rồi, anh em con cặc gì, anh em cắt máu ăn thề, nếu thấy chút mà năm mới cho vậy hả? Tao nghĩ là chắc là anh bỏ cái lời thề này đi, đừng có thề làm cái gì, thề thốt là cái gì. Mà trong lúc mà gọi là bê tha như thế đừng có thề thốt, mày hiểu không? Ủa, tính ra là tôi đang chuẩn bị sẵn quà, là tối nay là tôi tặng quà cho mọi người trong thành phố nha. Đâu, để tao ra bệnh viện nhá, mà tặng cho tao nhá. Ra bệnh viện á, mình giờ lấy không cầm đây, anh cứ ra trước thì nó chạy về em lấy rồi. Năm hồn mới sao? Anh hai đâu? Anh hai là ai? Anh hai ơi. Gì đó? Anh hai cho em tiền mua đồ mới để em ăn Tết với anh hai. Anh cần nhiều quá nhỉ? Em thì sao anh? Anh hai cho anh cho em 10.000 đi anh hai. Ok kìa. Hay dậy quá. Anh hay cho quá. Cho đâu kỳ ngơ xin lên mà để đi xin tiền. Bây giờ mấy bé okay. Xếp hàng đi để anh lì xì cho nè. Dạ xếp hàng. Xếp hàng đi, xếp hàng đi. Đây gọi xin ba xếp hàng nha. Đến đầu anh rồi bé đầu tiên là tên gì nè? Dạ em tên Ngụy Anh Lạc. Ồ em Ngụy không được, em Ngụy Quân Tử không được em ơi. Em qua đi, kìa. Lướt đi. Kìa. Sao tên Ngụy, em Ngụy Quân Tử, nữa sau này em hại anh rồi sao? Có đâu, ba mẹ em sinh ra em lỡ mang theo họ ba, em trốn từ Trung Quốc về tới bên này anh không thấy rồi. Rồi, chia sẻ cho anh số điện thoại đi, tên Ngụy nghe hết hồn mà. Có chú Ngụy. Anh nhận được chưa? Ngụy Anh Lạc. Đúng. Rồi, anh nhận được rồi nha. Năm mới chúc gì chứ, em chúc anh gì anh mới lì xì cho chứ. Thì mới ngày đầu lên thành phố thì em cũng chưa biết anh là ai. Thì vô tình em thấy anh rất là đẹp trai, đi một cái hôi xe rất là bảnh tỏng. Thì em chúc anh năm mới sẽ có nhiều thành công hơn trong cuộc sống và có thêm nhiều con xe giống như vậy nha anh. Anh cảm ơn nha, chọn bé khéo quá à. Em mà chắc là quê ảnh phát lì xì á, anh lấy không? Em chắc là gái miền Tây hay sao, nói chuyện khéo quá à bé ơi. Trời, quê em cao lãnh luôn anh ơi. Cái gì? Em cao lãnh luôn. Em cao lãnh chỗ nào? Không, em xào chó á. Hay vậy quá, anh lì xì với em hỏi nha. Dạ em cảm ơn. Nhưng mà em hỏi cao lãnh thật luôn á hả? Người ta bảo xạo chó rồi anh. Sài Gòn mấy nè, anh mới ở Sài Gòn. Dạ em ở quận Bình Chánh á. Ồ bên đó đua xe cái thứ đồ ghê lắm, em có đua xe không? Em tưởng Bình Dương. Anh rồi lâu lâu ví dụ lễ lớn 30/4 rồi anh em mới hẹn ra đi đua em. Ok rồi bé tiếp theo đi. Em chúc anh qua năm mới à, làm gấp bội năm nay, đẹp trai hơn năm nay, giàu hơn năm nay. Em hết rồi anh ạ. Chúc anh sức khỏe dồi dào. Em là Thanh đúng không? Anh nghe giọng là anh biết luôn. Thanh hả? Ôi. Thấy Minh Hoàng đâu? Minh Hoàng nào? Minh Hoàng đó, cái ngọn hải đăng Hoàng gì đó. Hoàng Tôn, Hoàng Hôn đó. Cái bộ phim nó nổi tiếng đó, chiếu khắp cái Netflix ở trong thành phố luôn đó chứ. Anh chỉ cho rồi nha. Em cảm ơn anh Khoa. Có gì đâu bé ơi. Anh ơi bé này được không anh? Ôi bé nào? bé này hơi đồ. Bé nào? Bé này rồi đấy. Rồi đó, anh chuyển cho em rồi nha bé ơi. Dạ vâng. Rồi quà của tao đâu mày? Đây, em chỉ có gọi là hiện vật thôi.
không có gọi là ơi 20 cái vali tao tưởng má mà cái gì không mà cái này mày cần tao lấy ra cho mày 200 cái được chưa anh lấy em 200 cái đi rồi mày đợi xíu tao lấy cho mày 200 cái 200 cái đâu anh đây 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 đợi tí đợi tí ôi con xe này chạy nhanh quá với thầy ship này ship ship đăng đăng với ta phải ship không 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 ờ ủa nani chưa làm gì luôn á nha chưa làm gì luôn á nha chết ơi sếp có sao chết sếp ơi anh ơi trời ơi sếp ơi sao cái thế giới của em cái thế giới của em chưa thấy anh tâm sếp mà sao gì kỳ vậy bay 10 mét luôn anh ơi trời ơi sếp ơi sếp chịu khó sếp đi bệnh viện giùm em ra sếp em trả trời tiền viện phí cho sếp 5 ngàn anh báo cho đây 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 để em chuyển cho sếp nha để em chuyển cho sếp rồi má năm mới mà xui quá nha rồi đó rồi anh Khoa chúc anh em kênh chat luôn nha năm cũ như cái gì chuyện cũ năm cũ mình bỏ chị năm cũ mình bước sang một cái trang mới nha anh em. Trang năm 12. Dạ, Khoa thấy năm nay là anh em mà trưởng thành nữa nhiều. Quá là vui anh em mà, quá là vui. Max sure. Quá là vui luôn. Thấy thấy anh em càng ngày càng tiến bộ. Khoa vui lắm, Khoa vui lắm. Không nói thành lời được mọi người ạ. Sửa xe hả? Tí không? Xe. Có gọi được trai chưa? Chưa gọi được trai hết. Sao không gọi cho tôi? Ai biết mấy người làm bên sửa xe. Ủa tôi nói tôi làm bên sửa xe bao nhiêu lâu rồi mấy người không quan tâm. Trong cái dịch vụ của mấy người có nằm ở trong sửa xe đâu. Tôi là giám đốc mà không bao giờ tôi sửa xe. Cái gì? Tôi là giám đốc thì làm sao mà tôi sửa xe được. Tôi chỉ để cho nhân viên sửa thì thôi. Thì làm sao mà tôi biết mấy người có sổ hay không mà tôi dám gọi mấy người. Thì bao nhiêu lần tôi nói chuyện với mấy người. Tôi đã nói rồi là tôi làm tổng giám đốc công ty sửa xe bên đây. Mà mấy người không tin tôi. Mấy người nghi ngờ. Mấy người nưỡng tôi nói điêu đúng không. Tôi đã nói là tôi nghi ngờ mấy người không. Nhưng mà tôi nói là mấy người là tổng giám đốc thì có sửa xe không. Bây giờ có sửa xe không. Rồi luôn. Đó. Biển số 66 tôi thấy khoái rồi nha. Khéo phết á. 66 Đồng Tháp quê tôi. khéo á cái máy này nó còn zin không zin chứ ngon đó ngon luôn á hả sao tôi biết ngon rồi chị hai nè ơi là đây tôi cho chìa khóa nè còn ngon luôn á cùng thần số dạ ăn hiếp em á hả? Ý là ổng lại ăn hiếp em á hả? Tuyệt vời thế nhỉ? Được, ổng đang ở đây nè, để chị nói chuyện với ổng. Được, hãy đợi chị xíu. Chẳng qua là tôi mới nghe em tôi nói. Sao nói thì sao? Thì chẳng qua là tôi mới nghe nó nói là cậu chửi bới nó. Nhỏ mới ngủ dậy là cậu mất điện thoại để cậu chửi nhỏ tối mặt tối mũi rồi kêu là hổng anh em cái gì nữa hết trơn á. Bà đợi tôi xíu có gọi ân danh bà đợi tôi xíu. Alo năm mới gọi ân danh mày. Chúc anh năm mới vui vẻ nha. Mày chúc mừng năm. Rồi sao nè bà nói tiếp đi. Thì tôi nói là chung là thằng em tôi gọi nó mét chị hai nó thì nhỏ mới ngủ dậy chưa biết gì hết thì gọi điện thoại chửi nhỏ
rồi đòi quà cáp và ơi gì đó rồi chỗ nhỏ quá trời quá đất. Ủa chứ bây giờ anh với bây giờ nhá, anh em xương máu với nhau đúng không? Uh-huh. Tết phải chúc mừng sinh chúc Tết nhau chứ chúc Tết tới đâu? Thì đã Tết đâu, bây giờ đây là giao thừa mà. Ừ, chuẩn bị Tết nè. Bên đây là Tết nhưng rồi. Một mà nhỏ không chúc Tết thì mới chửi nó được chứ. Rồi tôi thích tôi chửi vậy đó. Hay vậy quá, thấy thích chửi quá. Hay vậy quá, xe này có hư gì không sửa? Tân vỏ còn 14% mà không kêu hư là sao? Rồi nè, sửa luôn cho nó cái động cơ nha. Cái gì, cái động cơ có hư không? Sửa full người ta đi. Ôi, biết sửa con xe này được free, sửa full luôn à. Ai mà cần mấy người free? Đề nghị giúp thôi đi. 15.000. Vậy đi, nói đây đi. Là thiếu, nó sửa xong chứ. Ở một tí tình anh em xương máu hả? Trời ơi, anh em ruột trong nhà còn hại nhau, anh em xương máu gì? Khủng miệng mấy người, nói anh em xương máu rồi dữ lắm. Hở tí là chửi nhỏ, hở tí là chửi nhỏ. Rồi mắc gì à quạo? Mắc gì chửi em tôi? Thì nó không được thì chửi nó cho nó khôn ra cái gì là tôi đang dạy nó đó. Hay dạy quá. Rồi nè, ra lấy xe đi. Rồi xong chưa? Ra đây. Mệt mỏi quá. Phi á, năm mới không lấy tiền. Cảm ơn à. Con bé này sửa gì đây? Sửa chữa trái tim gì đó. Hên là gặp tôi đó nha, hên là gặp tôi đó. Alo. Kimochi. Nhắm em. Cung mẹ. Cái gì vậy? Đây. Ôi, tối nay tôi có bắn pháo hoa, anh em có bắn pháo hoa không? Tối nay anh em phải bắn cho tôi 3 cái nha anh em. Lâu lâu mấy năm, một năm chỉ có một lần thôi. Tối nay anh em mà mặc xua á, anh em bắn cho tôi 3 phát nha anh em. Khó chứ, ào. Cái gì anh em FA thì hơi khó đấy. Dâm hết trên chai. Động cơ hơn vỏ luôn á. Thôi ok. Xe này mua nhiêu vậy? Con này 800. Này 800. Rồi phổ vun này 10.000 nha. Gì 10.000 cha. Mẹ tiền công thợ ông nội. Còn sửa có 1.200 à. Tiền công thợ tôi thợ Mỹ nó khác ông nội ơi. Ông thấy tôi sửa nhanh đâu. Mỹ là vậy gì? Vậy sao ông nói đang kêu thợ Nhật về sửa rồi. Vậy ai biết sao ông không hỏi, ông phải là người đi sửa ông hỏi chứ. Trời đất ơi ai biết. Thợ Mỹ người ta tổng cái tiền gọi là tiền gì? Tiền công thợ chứ tiền gì? Công thợ gì? Sửa còn lâu sợ Nhật nữa. Thôi năm mới Chú rồi ok. Ủa hiểu nhau dữ rồi ta. Đó. Nhận như sao? Nhưng mà đừng có nói anh hớp nha. Đó. Chúc mừng năm mới, chỉ anh em mình biết thôi. Rồi đó. Năm mới. Đã năm mới đâu á? Gần anh em, gần năm mới. Đâu rồi? Happy New Year. Không phải. Where we all Happy New Year. Bú mạnh.